đang theo dõi bản tin nóng Sài Gòn của Báo Lao Động hôm nay ngày 13 tháng 6. Ngay bây giờ hãy cùng Thanh Chân điểm những thông tin đáng chú ý nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ trong vòng 24 giờ qua. Tại hội nghị lần thứ 31, Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa 11, sáng ngày 13 tháng 6, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên nhìn nhận, qua 20 năm thành phố mới làm được tuyến metro số 1, nếu 200 km metro còn lại vẫn thực hiện như vậy thì không thể chấp nhận được. Do đó, phải có cách làm mới, cơ chế đột phá để rút ngắn thời gian và hiệu quả hơn. Cũng tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 31, ngày 13 tháng 6, Chủ tịch Ủy ban dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, từ nay đến năm 2030, năm huyện là Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè và Cần Giờ vẫn giữ nguyên và tập trung xây dựng hạ tầng hướng đến các chỉ tiêu đô thị để chuyển lên thành phố. Đến năm 2040, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hình thành 5 thành phố giống như Thành phố Thủ Đức hiện tại. Sáng ngày 13 tháng 6, nhiều người dân Thành phố Hồ Chí Minh lại tiếp tục xếp hàng chờ đợi trước trụ sở công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn SJC, quận 3 để mua vàng miếng SJC. Việc xếp hàng chờ đợi này đã kéo dài gần 2 tuần qua, khiến cho cửa hàng luôn trong tình trạng quá tải, nhiều người phải đi từ 3 đến 4 lần mới mua được vàng. Sáng nay ngày 13 tháng 6, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử các bị cáo liên quan đến sai phạm trong đấu thầu kit test Covid-19 xảy ra tại Bệnh viện Thành phố Thủ Đức, Công ty Việt Á và Công ty Nam Phong. Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Minh Quân, nguyên giám đốc Bệnh viện Thành phố Thủ Đức và Nguyễn Lan Anh, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Thành phố Thủ Đức cùng bị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Thưa quý vị các bạn, thì giữa tháng 6, lượng phương tiện đến các trung tâm đăng kiểm ở Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu tăng, tuy nhiên chưa xảy ra tình trạng quá tải, nhiều người dân tranh thủ đi từ sớm để xếp hàng chờ đăng kiểm phương tiện. Sau đây là ghi nhận của phóng viên. Chú đăng ký xe là kiểm định là 7 giờ rưỡi tới 9 giờ rưỡi. Thì chú đến đây đúng giờ 7 rưỡi và chú nhận được là số 29. Sau khi nhận được cái giấy kiểm định là hoàn thành thì là 9 giờ 20. Nó đúng trong cái lịch là như đăng kiểm đã đăng thông tin là tải app trước. Thì chú chỉ hài lòng cái vấn đề là đúng thời gian, đúng hẹn thì mình cảm thấy mình không có bị là ảnh hưởng về vấn đề là giờ giấc. Đơn vị thì có 3 dây chuyền kiểm định, có 11 đăng kiểm viên, với hình thành nhân sự của đơn vị như đấy thì tương đối hoạt động ổn định. Sắp tới dự báo tình hình thì lượng phương tiện sẽ tăng. Thì đơn vị cần khoảng thêm khoảng 4 đăng kiểm viên để cho hoạt động nhanh hơn. Hiện nay thì lượng mà người dân đặt app qua TTK đối đơn vị là khoảng 120-130. Đa số đặt qua app nhưng cũng có một số là người ta chưa có quan tâm, nên người ta chưa có đặt app. Người dân là nên chủ động đặt lịch đăng kiểm, nó được xe thì người ta sẽ vô trật tự hơn. Theo khung giờ thì tới giờ đó người ta vô, người ta đăng kiểm thì đơn vị sẽ căn cứ theo cái lịch người ta đặt app đó, mình sẽ sắp xếp cho người ta vô đăng kiểm. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin nóng Sài Gòn của chúng tôi. Bản tin sẽ phát sóng lúc 19 giờ hàng ngày trên laodong.vn. Còn bây giờ xin chào và gặp lại.